Sao không? Cái này anh giải quyết được mà, anh quen rồi. Nhưng mà cái đề này là uống rượu xong say hay khóc lắm. Cái đề nó thế. Mẹ đã muốn đi ngủ. Nào. Ai bảo em uống rượu đâu? Say không kệ em à? Nằm im đi, đừng có nằm bất động đi, đừng có. Anh ơi, tao bảo đừng nói nhiều nữa, mệt lắm rồi. Anh không nói nhiều. Rất là nhiều rồi. Thế nên không phải anh nói nhiều lắm rồi. Anh nói gì đâu mà bảo anh nói nhiều không? Nào. Nào lô này, lô đưa giải rượu này. Này. Gái ơi. Cái okay, gì lô đưa giải rượu? Lô giải rượu đi. Đấy. Chậu dưới anh em này. Lô đi. Lô đi. Ê Nhật mà, con gái bên đền uống một tí nữa khóc luôn mà. Mày em sẽ được nổi tiếng. Anh phải định mày mà luôn. Vâng. Mày uống nhiều ấy chứ. Đấy. Đến tầm đấy. Hay chưa? Say luôn này, chậu này em ơi. Gái này. Gái. Luôn.